bắt đầu công cuộc chuyển trái của mình nhé. Giờ cây nào nó cũng mình cũng đã thụ phấn cho cái quả này rồi. Đây cái cây này nhá, được mấy ngày nhưng quả này bé này, quả này đã to hơn tí nhá. Đấy, những cây này nó vẫn đang tiếp tục ra hoa cái để mình thụ phấn nhé. Đây, lung linh đây nhá, cái cây này nhá, thụ phấn mấy trước quả bé, hôm nay lại tiếp tục ra hoa cái này. Chắc cái cành này không đậm quá đây, có vẻ to hơn này. Cành dưới này thụ phấn trước này, cành này thụ phấn sau này, nói chung là vẫn còn phải đợi. Đây trên này, ô sao kiến lại bâu lắm ấy nhỉ. Đấy. Cái gì trong nắng nó cũng đẹp lung linh. Rồi đây nhá, quả bé này. Đấy, quả bé này lại hoa này. Mình sẽ quay cái quá trình mà giờ lúc mà mình tuyển trái rất nhiều quả con này. Cái này hôm qua nhá, cây nào cũng có quả hết rồi. Cho mọi người nhìn tổng thể cây sau mấy ngày mình gieo mình bón phân nó lớn nhanh khủng khiếp luôn ấy, lớn trông thấy luôn, thế mới lạ chứ. Hôm nay là mùng 2 tháng 8, cho mọi người xem cái cây 4 ăn 5, cái cây này trồng được trong vòng trong một tháng vì tháng 7 có 31 ngày. Đấy. Đây quả tốt rối tinh rối bù sau khi mình đã bón một khoảng một nắm phân dê và chủ yếu là rác thải nhà bếp nhé. Đấy, quả này. Đây này, được một quả này. Mình phải bọc vào ngay không thì cái con kia nó châm như phát là tiếc ngay. Đây nữa. Hôm nay mình sẽ đi tuyển trái. Trái đấy, trái tứ thùng nhá. Mình sẽ đi tuyển bớt đi, xong rồi mình bọc vào. Đây nhá, ví dụ như cái cành này nhá. Đấy, cái cành này thì mình sẽ không cắt sát ở chỗ này, mình sẽ cắt ở đây, chờ một mắt này. Đấy, cắt ở chỗ này, vứt này đi. Đấy, mình nghiệm đây nhá, những cái cây này nhá, những cái quả hoa thụ phấn đầu tiên ấy không bao giờ đậu. Quả nó thường thụ phấn là nách thứ hai, nghĩa là sau khi mình đếm 8-9 lá bắt đầu mình để đấy, để nhánh đấy, thì là quả đầu tiên cũng không bao giờ đậu. Đây này, nó còi dí này nên là mình ngắt ra đi. Đây nhá mọi người nhá, mình tỉa quả xong được ra là một đống này, mình ngắt ngọn nữa. Còn hai cây dương chưa ngắt ngọn. Đấy, bây giờ mình sẽ bọc vào luôn trước khi mà bọn này nó phát hiện rồi nó ăn mất của mình. Đây cái bọc của mình này, mình phải cắt đất để tiền mất con gỗ bông để mình xin được cái này của đứa cháu để bọc vào. Bọc vào đây, mình sẽ bọc hai đầu đây, như cái này bé hơn này, bọc kín vào là cái con rơi vàng nó không châm được. Đấy, giờ mình đi mình bọc đây. Xong rồi mọi người ạ, trông như này lên buổi tối lên trông hơi giật mình nhỉ. Giờ mình lại đi bón rác thải nhà bếp và cho nó nuôi mấy cái quả này nhá. 10 ngày sau mình lại cập nhật cho mọi người xem. Đấy, được quả kia to rồi. Đấy, quả kia rồi.